Ngày hôm nay, hàng trăm người vẫn đang tiếp tục vớt cá chết ở Hồ Tây, Hà Nội. Và tính đến thời điểm hiện tại, theo ước tính của lực lượng chức năng, đã có hơn 60 tấn cá chết tại hồ lớn nhất thủ đô được thu gom đưa đi tiêu hủy xử lý. Câu hỏi được nhiều người đặt ra nhất lúc này là vì sao cá lại chết trắng hồ đến như vậy? Theo ông Nguyễn Đức Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, sau khi tiến hành các biện pháp ngăn ngừa và dùng máy bơm sục oxy cho nước hồ, thì cá chết phát sinh trong sáng ngày 3 tháng 10 gần như không còn, mà cá chủ yếu chết từ ngày 2 tháng 10. Tuy nhiên, số cá chết thu gom trong ngày 3 tháng 10 chủ yếu là cá to, có con tới 5 đến 6 kg. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên nhân gây cá chết ban đầu được xác định là do nước thiếu oxy, cụ thể là lượng oxy trong nước bằng không. Còn nguyên nhân nào gây ra mất oxy trong nước thì toàn bộ lực lượng, đơn vị chức năng của thành phố, từ cảnh sát môi trường đến nhà khoa học đang vào cuộc để làm rõ. Trao đổi với phóng viên VTC, ông Nguyễn Quang Tề, chuyên gia của Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản cho rằng nguyên nhân cá chết có thể do ô nhiễm nước ở Hồ Tây, bởi xung quanh khu vực này hiện nay có rất nhiều cư dân sinh sống. Hầu như toàn bộ nước thải sản xuất sinh hoạt của người dân đều đổ thẳng ra hồ. Mỗi ngày Hồ Tây phải tiếp nhận 4.000 mét khối nước thải của các nhà hàng, quán ăn uống và người dân sinh sống ven hồ thải xuống. Tình trạng ô nhiễm hữu cơ lâu ngày cộng với thời tiết thay đổi, nắng nóng bất thường khiến vi sinh vật phát triển mạnh, oxy trong hồ bị thiếu khiến cá bị chết. Ngoài ra một phần nhỏ nguyên nhân có thể do hiện tượng tảo nở hoa. Tuy nhiên, chuyên gia thủy sản nhận định khả năng này rất thấp vì vi sinh vật phát triển quá mạnh, tảo chưa kịp nở hoa. Hiện lực lượng chức năng đang thực hiện xét nghiệm mẫu nước và mẫu cá để sớm tìm ra và không loại trừ bất cứ một nguyên nhân nào.